Tập truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Tác giả Nam Ngủ Yên. Chương 62: Che mắt thần dữ của. Sáng hôm sau tôi thức dậy đi học, mà người mỏi nhừ và mắt thì như không muốn mở ra. Một phần vì vận động cường độ cao cả đêm, chơi toàn các môn thể thao phối hợp như ném pháo tầm xa, nhảy xa 3 bước qua mương, chạy nước rút và cả đào đất. Phần vì còn đang tuổi ăn tuổi ngủ, không đủ 8 tiếng trên giường là chả được minh mẫn. Lên lớp học mà tôi cứ gật gà gật gù. Tôi cứ nghĩ về cái hình nhân bằng rơm và vải có những ký tự màu đen. Đó là cái gì mà phải chôn dưới đất lén lút như vậy? Cũng không biết 3 người bỏ chạy đi sau đó như thế nào. Vì gần như cùng lúc họ chạy thì tôi cũng chạy về nhà. Mấy tiếng pháo nổ vang vọng giữa đêm khuya khiến đám người ấy thần hồn nát thần tính nên bỏ chạy, chứ dần trong làng lạ gì tiếng pháo. Lúc sáng tôi ra đến cầu đỉnh mua xôi để mang đi học ăn thì cũng nghe loáng thoáng thấy chuyện ai đó đốt pháo nghịch đêm qua. Phải bảo quân dân đi tìm xem, chứ nửa đêm nghịch phá giấc ngủ của bà con chòm xóm như thế là không được. Tôi nghe cứ thản nhiên như không, tôi có nghịch đâu. Thật sự là tôi đang chiến đấu đấy chứ. Nhưng mấy anh quân dân mà đi tuần, lỡ ngỡ mình gặp phải thì kết quả chắc chắn là không tốt. Chỉ có hậu quả đáng tiếc thôi, tốt nhất nên né quân dân ra. Nhưng có một tin tức tôi quan tâm hơn cả, chính là đêm qua. Dân quân sau khi nghe được tiếng pháo nổ ở mạn phía đông của làng thì chạy tới. Bắt được một người lạ đang lóc ngóc người dưới con mương. Còn 2 người đi cùng đã lên xe bỏ chạy. Người lạ mặt ấy cũng được chăm sóc sức khỏe khá tận tình, nhưng không phát hiện ra được gì bất thường nên sáng nay đã thả anh ta đi, kèm theo lời cảnh báo là đêm hôm xuất hiện bất thường sẽ bị đánh gãy chân. Đạp xe đi học mà tôi cứ tủm tỉm cười. Kể ra là may vì mình chạy về nhà trốn thì gã đó bị tóm lúc mình quay ra đào đất. Chắc gã đang ăn cơm sườn ở chỗ quân dân nào rồi. Gì chứ mấy anh quân dân có cả súng CKC, côn, gậy, chả nhẽ lại không dùng vào việc gì. Ngày 19 tháng 10 là một ngày đẹp, và vì thế được chọn là ngày cưới của cậu Út. Cậu tôi không lấy vợ trong làng, mà vì cơ duyên lại đi giao lưu hát hò nào đó, quen được một chị ở gần thị trấn Hồ. Chị đó có khuôn mặt tròn, trắng trẻo và cũng gọi là xinh xắn. Kể ra thì cậu ấy cũng có con mắt tốt quá chứ. Cưới cậu Út là một chuyện lớn. Mẹ tôi về từ tối hôm thứ 6 cùng các em, còn bố tôi thì mãi đến trưa thứ 7 mới về, mang theo những thứ cần thiết. Do con đông cháu nhiều nên chỉ trong buổi chiều ngày 17 tháng 10 thì nhà bà ngoại tôi cơ man là người rất đông. Tôi không thể biết hết được. Một số anh chị họ bên ngoài của tôi, lần đầu tôi được biết tên, thấy mặt. Nói chung đều là vui, đông là vui rồi. Có công to việc lớn mà cả nhà tôi về, dĩ nhiên là tôi thấy vui hẳn. Đám cưới sập dựng từ tối hôm thứ 6, do con cháu về đông nên cũng tản mát ra ngủ ở nhiều nhà, chứ bà ngoại tôi cũng không đủ giường. Sau khi cơm nước xong, thì mẹ tôi chờ 2 đứa em về nhà ngủ với bà già. Còn tôi thì vẫn ngồi chồm hổm xem các bác đánh bài trên một cái chiếu trải ra ở giữa sân dưới ánh đèn điện vàng vọt. Trong nhà tôi, kể ra thì tôi cũng là người vẫn còn giữ chút máu của làng trong việc bài bạc. Tôi thích ngồi xem các bác ấy chơi và đoán mò xem họ sẽ rút được lá bài nào từ cái đĩa lên. Do trầu rìa nên tôi đi lòng vòng xem bài cả 4 người, sau đó lại ngồi gần một người bất kỳ để theo dõi. Cái cảm giác một người hạ một lá bài xuống, rồi người khác sung sướng nhận lấy, khiến tôi ngồi ngoài cứ vỗi đùi tiếc rẻ như chính mình đánh thua vậy. Trời ơi, sao lại đánh con đấy nhỉ? Mấy lần như thế thì tôi bị chửi. Mẹ cái thằng con nhà chờ kia, giờ này mày không còn về ngủ, mày định học chơi cái này đấy à? Đâu à, mấy khi cháu gặp được các bác nên ngồi xem thôi ạ. Về ngủ mãi cũng chán.
Tôi ngồi xem như vậy cho đến khi mà tôi thấy được tính cách của từng người thông qua cách họ chơi. Họ chờ và họ lừa đối thủ xong thì tôi chán. Vào xem đồng hồ cũng gần đến 11 giờ khuya nên tôi tính về. Nhưng tự nhiên khi bước ra đến sân, cứ như có ai đó kéo tôi vậy. Kéo tôi đi đến gần một nơi rất quen, chính là ngôi miếu nhà bà ngoại. Tôi cho là có sự không lành nên vội vái như tế sao. Chị xinh đẹp ơi, tha cho em có làm gì đâu. Hôm nay em lên đây mãi chơi nên quên chưa thắp hương cho chị. Ngày mai em nhất định sẽ làm mà. Cốc, tôi bị gõ đầu. Cũng đau đấy nhưng tôi đứng im. Chả hiểu cái bà này kéo mình đi ra đây làm gì. Người đâu mà tính khí thất thường. Ta có làm gì ngươi đâu, cái thằng này. Tôi nhìn trước nhìn sau nhưng mãi không thấy gì, nên sau cùng cứ nhìn vào hướng ngồi cái miếu trên gò đất. Dạ, vậy chị xinh đẹp gọi em ra đây có việc gì không? Nghe ta dặn này, nhà này sắp có đám hỷ rất đông người, trong đó sẽ có người trà trộn vào. Nó sẽ ra đây để làm vài thứ sằng bậy, nên ta muốn người giúp ta, vì ta với người cùng họ. Chị muốn em làm gì? Em không biết có cùng họ không, nhưng nếu chị cần em giúp, thì em sẽ giúp. Trong đám cưới sẽ có người ra miếu này. Họ sẽ đái vào miếu và gốc cây kia, sau đó sẽ để một vật dưới đế bát hương. Ta không biết đó là vật gì, nhưng chắc chắn là không tốt, nên người phải tìm cách ngăn chặn hoặc vứt nó đi. Hay là con cháu của cái ông kia về tìm đồ hả chị? Không phải, xem cái cách chúng nó sẽ làm là ta biết không phải con cháu của thằng đã chôn ta ở đây. Ta không biết chúng định làm gì, nhưng không phải đến lấy những gì mà ta đang giữ. Chúng nó mà lấy thì lại mừng. Ta sẽ có việc để làm lâu dài. Ta có thể tha hồ vặn cổ chết tươi 9 đời ba họ của mấy đứa đấy. Công việc đó ta thật sự thích. Chị Lý Ngọc Khuê đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, nở một nụ cười tinh quái và một bàn tay giơ lên gần mặt tôi rồi nắm lại. Cố gắng mô tả hành động bẻ cổ ai đó như bẻ cổ một con vịt vậy. Chị ơi, chị ơi, chị đừng dọa em. Người nhớ chưa, thằng bé họ Lý. Em không phải họ Lý à? Không quan trọng, người nhớ giúp ta việc này, rồi ta sẽ giúp người việc khác. Ta đây chưa để ai thiệt bao giờ. Dạ không cần, việc này dễ, cũng là tiện thôi mà. Em giúp được, chị không cần phải trả công cái gì đâu. Nhưng mà cái gì? Sao chị không bẻ cổ cái người đáy bẫy ấy đi? Hay là xẻo luôn đi? Chắc chắn nó có mang theo người đồ hộ thể, đồ dễ bẻ.